Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu cái bộ hardware kit vào hệ thống cầu trì của xe các bạn nhé Và chi tiết cách đấu như thế nào thì các bạn nhớ xem kỹ video Vâng, đầu tiên trước khi đi đấu cái bộ kit thì các bạn chú ý là phải chuẩn bị một số những cái đồ nghề nhá Cái chuẩn bị đầu tiên đấy chính là một cái bút to điện 12V một chiều các bạn nhớ nhá bút đo 12V một chiều chứ không phải là bút đo điện 220v đâu rất là nhiều bạn thấy bảo là cái bút đo điện này các bạn cứ nghĩ là cái bút 220v không phải nhá bút đo điện một chiều 12V và nếu như các bạn không có cái bút này thì các bạn sẽ phải biết đọc cái bảng sơ đồ cầu trì của xe và cầu trì nào có điện hay là cầu trì nào không có điện thì các bạn phải đọc được nhá Còn nếu như các bạn không có bút và cũng không đọc được cái bảng cầu trì của xe thì tụi mình có ở trên fanpage ấy cũng hay chia sẻ những cái bức ảnh bảng cầu trì bên mình đã lắp sẵn rồi và bên mình chụp lại những cái vị trí cầu chì tất nhiên là hơi mò mẫm một chút các bạn nhé nhưng mà đấy cũng là một giải pháp nhưng giải pháp tốt nhất là các bạn nên sở hữu cho mình một cái bút đo điện một chiều 12 v Tiếp đến thì các bạn cũng nên có một cái dây nối cầu trì như thế này. Một cái dây nối cầu trì như thế này thì nó rơi vào khoảng tầm trên dưới 20.000 thôi, cực kỳ rẻ. Thế nhưng mà khi có nó thì các bạn sẽ lắp đặt đơn giản hơn rất là nhiều, gọn gàng dây và an toàn cho xe. Tất nhiên thì mỗi một cái dòng xe ấy, thì cái chân cầu trì nó sẽ hơi khác một chút xíu các bạn nhé. Thì trước khi mà mua cái bộ dây nối cầu trì như thế này thì các bạn cần phải xem cái chân cầu trì của mình là loại chân nào và mua đúng cái loại chân như vậy thì chúng ta mới lắp đặt được. Còn nếu như các bạn mà không sử dụng cái dây nối cầu trì này thì các bạn sẽ phải tuốt dây đồng sau đó thì cài trực tiếp vào cầu trì. Tất nhiên thì cách này cũng được, thế nhưng mà nó không gọn đẹp và an toàn như là chúng ta sử dụng cái dây nối cầu trì như thế này. rồi đồ nghề thì có rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phải đấu cầu trì thì đương nhiên đầu tiên các bạn sẽ phải xác định vị trí bảng cầu trì của chúng ta ở đâu thì đa phần xe của chúng ta bảng cầu trì nó sẽ ở phía dưới vô lăng trích phía bên trái một chút các bạn nhá thế nhưng mà cũng có một số những cái dòng xe thì nó sẽ có bảng cầu trì ở bên cốp phụ hay là tận ngoài tablo cơ nhưng mà đấy là rất hiếm đa phần sẽ là ở dưới vô lăng và trích bên trái một chút các bạn ạ và sau khi xác định được cái bảng cầu trì của chúng ta ở đâu thì các bạn cần phải sử dụng cái bút đo cầu trì này chúng ta sẽ đo điện và để đo chính xác được thì các bạn tắt máy xe đi này sau đó chúng ta sẽ kẹp một cái đầu này vào cái tiếp mát sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái bút thử điện chạm vào cầu trì nếu như cái cầu trì nào mà sáng điện thì nó là vcc và nếu như cầu trì nào không sáng điện thì nó là acc các bạn nhớ giúp mình nhá vâng và, và acc hay là vcc là gì ACC nghĩa là cái cầu trì khi mà chúng ta tắt máy xe thì cái cầu trì đấy không ra điện và nổ máy xe thì cầu trì đó có điện còn VCC là khi chúng ta tắt máy xe thì cái cầu trì đấy vẫn có điện và khi chúng ta nổ máy xe thì cầu trì đấy cũng có điện sau khi mà đo điện xong rồi thì các bạn sẽ phải xác định cái vị trí lắp cái dây mát thì không giống như là chúng ta sử dụng bút đo cầu chì này đâu cái bút này thì các bạn kẹp vào đâu tiếp mát cũng được thế nhưng mà cái vị trí đấu dây mát ấy thì nó phải gần với cái cầu chì thì khi đấy cái dây nó mới đổ thì các bạn nhớ là phải xác định được cái vị trí tiếp mát đấy nhá Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ tới cái bước xác định dây VCC cũng như là ACC ở trên bộ kit Thì đây mình sẽ cho các bạn xem nhá Ví dụ như là bộ kit 70 mai này chẳng hạn này Thì chúng ta sẽ có cái dây ACC nó là màu vàng Còn dây VCC dây VCC thì nó là màu đỏ Cái này thì tùy từng hãng người ta quy định thôi Ví dụ như là DDPi ấy thì nó lại ngược lại Cái dây VCC nó là màu vàng và dây ACC nó là màu đỏ. Còn trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là dây của hãng 70mai chính vì vậy cái dây ACC sẽ là màu vàng và VCC là màu đỏ. Ngoài ra thì cái dây đen là dây tiếp mát các bạn nhớ nhá, dây đen là dây tiếp mát thì hãng nào cũng vậy cứ dây đen là dây tiếp mát. ok và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại cái bảng cầu trì thì vừa rồi mình đã đo cái cầu trì rồi ở đâu là acc và đâu là vcc thì các bạn sẽ phải xác định được nhá sau khi mà xác định được xong thì mình sẽ rút cầu trì ra và để an toàn ấy, thì trước khi rút các bạn nên chụp lại một bức ảnh tại vì đôi khi ấy, lúc rút ra mình không nhớ đến lúc mà quay lại mình không biết là cắm vào vị trí nào thế nên trước khi rút cầu trì ra các bạn nên chụp lại một bức ảnh sau đó mình sẽ rút cầu trì ra và nhớ vị trí nào là acc và vị trí nào là vcc lúc vừa rồi chúng ta vừa đo Và tiếp đến thì mình sẽ cài cái cầu chì này vào dây nối cầu chì Còn ở trong trường hợp mà các bạn không có dây nối cầu chì ấy Thì cái bộ kit này bạn sẽ phải buộc dây đồng trực tiếp vào cái chân cầu chì để chúng ta cắm lại vị trí cũ Và sau khi cắm cái cầu chì này vào đúng cái dây nối rồi Thì chúng ta sẽ thực hiện kẹp cái dây nối này với cái dây ở trên bộ kit Và các bạn nhớ nha, dây vàng ở đây thì chúng ta sẽ vào là ACC Và dây đỏ thì chúng ta sẽ vào là VCC sau khi mà kẹp xong rồi thì đơn giản thôi Bây giờ chúng ta sẽ cài lại cái cầu trì vào đúng cái vị trí mà chúng ta vừa rút ra Và đương nhiên cài xong cầu trì thì chúng ta sẽ buộc cái dây tiếp mát Và như vậy thì chúng ta đã đấu xong bộ kit rồi Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ những cái lỗi thường gặp mà sau khi chúng ta lắp đặt bộ kit xong Đầu tiên đấy là sau khi lắp đặt bộ kit xong Các bạn cắm cái cam hành trình lên thì nó lại không lên điện Lý do vì sao? đơn giản thôi trường hợp này thì chắc chắn các bạn đã đấu tiếp mát sai rồi vì có thể các bạn nghĩ là ở chỗ đấy có tiếp mát nhưng nó lại không tiếp mát được và để thử thì đương nhiên các bạn có thể dùng cái bút thử điện này này bút thử điện một chiều nhá các bạn sẽ chạm vào đúng cái vị trí mà mình đấu dây mát ấy mình chạm vào đó sau đó thì bút này mình sẽ chạm vào các cái cầu trì xem nó có lên điện hay không nếu như một trăm không lên điện thì nghĩa là chỗ đấy không tiếp mát được và chúng ta sẽ phải chọn một cái vị trí khác để tiếp mát được thì tiếp mát được thì đương nhiên chạm cái bút này vào cầu trì thì có một số những cái cầu trì nó sẽ lên điện cái lỗi thứ hai mà chúng ta có thể gặp phải đấy là sau khi lắp cái bộ kit lên cắm cái cam vào thì nó luôn luôn có điện kể cả chúng ta tắt Máy của xe ô tô đi thì cái cam vẫn có điện Nó không chuyển về cái trạng thái parking được Và ở trường hợp này thì các bạn đã bị lộn Cái dây ACC và VCC Nghĩa là cái cầu trì đấy đáng lẽ là VCC Thì các bạn lại cắm ACC và để giải quyết vấn đề này thì đương nhiên các bạn đổi ngược lại thôi cực kỳ đơn giản luôn và thêm một cái trường hợp thứ ba các bạn cũng sẽ có thể bị gặp phải đấy là các bạn đấu dây mát đúng rồi này cam lên rồi này rồi chúng ta đấu cầu trì cam cũng lên hết rồi này nhưng mình lại bật cái tính năng bắc kinh lên thì nó lại không bật được và nó báo kiểm tra lại dây cáp và trong trường hợp này thì các bạn sẽ phải đổi cái vị trí cầu trì đi nghĩa là ví dụ như là vẫn là acc nhưng mà mình đổi sang các cầu chỉ vị trí khác. Hoặc là VCC mình sẽ đổi sang vị trí khác. Và chú ý nên chọn những cầu trì 10, 15 hay 20A các bạn nhé. Ok như vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách đấu cầu trì. Cũng như là một số lỗi thường gặp khi mà chúng ta đấu cầu trì. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hữu ích thì nhớ like, share và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.